Kim Đại Trung, có phải là mày muốn biết bằng khoáng đất ở đâu phải không? Nói tao nghe, bằng khoáng đất ở đâu? Tao sẽ nói cho mày biết, nhưng mà mày phải thả cô ấy xuống trước. Không thành vấn đề, chỉ cần mày nói cho tao biết, tao lấy được rồi lập tức thả người. Tôi nói ông nghe, lại đi. Tao nói cho mày biết, mày đừng có gạt tao. Mày mà dám gạt tao, tao cho mày sống không bằng chết đó. Đi chết đi. Chú anh Cường đi. Tao sợ chết Cường. Đi chết đi. Giang Cường, Giang Cường, Giang Cường. Anh Cường, các anh em sống lớn. Anh, tôi bảo đảm an toàn cho tiểu thư đó. Dạ, dạ. Đi. Mau lên. Kim Đại Cương, ông giết chết mày. Các anh em tiến lên. Mau lên. Mau lên, mau lên. Giữ lên cho tao. Mau lên, đừng có hãy lên xe. Cường, 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 bao lên, Cường, 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 Cường. Cẩn thận, đã. Nhảy lên. Chú Tường, sao chú có thể bỏ mặc họ ở đó được chứ? Làm gì có cách nào để họ ở lại chỗ chết, chú Tường? Bây giờ mà đi cứu họ thì chúng ta cũng bỏ mạng. Vậy an toàn của cô đành phải như vậy thôi. Cho tôi xuống xe, cho tôi xuống xe. Nghe thấy không hả? Không cho tôi xuống xe, tôi sẽ nói với bà của tôi, các người đừng hòng sống nữa. Nghe thấy không hả? Chủ Tường, thả tôi ra, thả tôi ra. Các người muốn làm gì hả? Thả tôi ra. Anh ấy chết thì tôi không muốn sống nữa. Chủ Tường, cho tôi xuống xe. Chủ Tường, cho tôi xuống xe. Cho tôi xuống xe. Mời dùng trà. Trà móc câu đó. Anh hứa, các anh đi trước đi. Các anh đi trước đi. Không cùng không bỏ mặt chúng tôi đâu. Lực à, chuyện gì không ổn đâu. Tách ra đi, gặp nhau ở đầu cầu. Đi, được. Nhanh. Đi. Ông Phùng, chú Tường gọi điện về báo chuyện đã giải quyết xong rồi. Ông Đỗ Bàng, tôi nghĩ ông có thể về được rồi. Ông nói vậy là sao? Bằng khoáng đất đã nằm trong tay ông rồi. Hả? Cái gì? Hôm nay tôi kêu đàn em của tôi Hứa Văn Cường đem bằng khoáng đất đi đổi con gái tôi về với người của ông. Không ngờ người của ông không những không chịu thả con gái tôi ra,
mà còn bắt luôn Hứa Văn Cường. Nên bà Quan Đức đương nhiên cũng nằm trong tay ông rồi. Chẳng lẽ ngay cả con gái ông cũng bỏ mặc sao? Tôi làm ông thất vọng rồi. Bây giờ con gái tôi rất an toàn, nên vụ giao dịch của chúng ta cũng kết thúc ở đây. Mai mốt ông có chuyện gì cần tôi giúp đỡ, tôi nhất định sẽ dốc hết sức. Người đâu? Điển khách. Lưu manh. Ông là một tên lưu manh bỉ ổi. Lưu manh, không biết ai mới là lưu manh. Tránh ra! Đừng chạy nữa, chỗ anh Cường hẹn ở đây rồi. Ở đây kìa. Mẹ kiếp, xông lên đi. Đánh cho chúng chết à, đánh chết nó đi. Bắt thằng Thiết Lực lại, tôi sẽ trọng thưởng. Các anh em, tôi sẽ trọng thưởng. Kêu người của mày bỏ súng xuống. Bỏ súng xuống hết. Nghe lời hắn đi. Nghe lời hắn, bỏ súng xuống. Khốn kiếp, bỏ súng xuống. Lập tức bỏ súng xuống hết đi. Bỏ súng xuống. Đi. Hey. Cứ theo. Cứ theo. Nhảy lên. Gì đó hả? Lục soát. Dạ, dạ. Dạ, qua đây. Đứng giùm ngay. Chạy đi. Anh Cường, giờ tính sao đây? Hay là tụi mình về Mỹ qua đi? Không được. Bây giờ Kim Đại Trung giống như con chó điên, hắn tuyệt đối không chịu buông tha cho chúng ta. Hắn muốn làm gì chứ? Chẳng lẽ dám dẫn người tới Mỹ qua sao? Vậy thì không. Dù gì đó cũng là địa bàn của Phùng Kính Nghiêu, nhưng bây giờ người ngoại quốc đang giúp Kim Đại Trung, chứ không phải Phùng Kính Nghiêu, nên Phùng Kính Nghiêu sẽ không mạo hiểm đâu. Anh Cường à, theo em thấy mình đi tìm ông Phùng đi, nhờ ông Phùng giúp chúng ta. Nói gì thì nói, chúng ta cũng là người của Mỹ Hoa mà. Ông Phùng là đại ca ở bến Thượng Hải này,
chắc chắn có thể giúp chúng ta chứ. Em đừng quên, giờ chúng ta vẫn chưa phải là người của thương hội họ Phùng. Phùng Kinh Nghiêu sẽ không vì hai tên vô danh tiểu tốt như chúng ta đi mà đối đầu với Kim Đại Trung và chú Cửu. Tới lúc đó, người ngoại quốc, chính phủ quốc dân, còn có những kẻ khác có ý đồ riêng, sẽ thừa nước đục thả công, liên kết lại đối phó chúng ta. Lê đây, lê đây. Không về được Mỹ Hoa, bụng thì đói meo rồi, phải ăn no trước rồi tính sau. Lê đây. Bắn Lê. Dạ. Qua đây. Lục nghề rồi phải không? Nhưng chẳng lẽ sống như hồi trước nữa hả? Thì có sao đâu, chúng ta vốn là hai bàn tay trắng, không thể cho qua như vậy được. Em nhất định phải đòi lại những thứ thuộc về em chứ. Em lo cho ổn chuyện bây giờ trước đi. Chết rồi, mẹ em. Nói máy cho tôi gặp chú Nhuận Cửu mau. Hồi nãy mấy cô gọi điện thoại tới báo, vậy tôi nhắn lại cho ông. Hắn nói sao? Nói với ông là giao dịch thất bại, con tin được giải cứu, Tùng Vũ đang truy bắt. Đủ rồi, lập tức ra ngoài, lập tức ra ngoài đi. Đáng chết mà, đồ lừa gạt, đồ lừa gạt. Ông Hùng, cô hai đã về rồi. Nói thế nào? Không có sơ sẩy gì. Bây giờ đang ở đâu? Dạ ở trong nhà. Có điều không chịu tắm rửa, cô không chịu ngủ. Tại sao vậy? Lúc đó tình hình nguy cấp, tôi không cứu luôn Hứa Văn Cừ. Anh vất vả rồi hả? Chú Tư. Dạ. Vậy rồi hả Trình Trình? Anh coi lần này con gái tôi bị làm tin làm tội rồi. Dạ phải, dạ phải. Có bị thương không? Tại sao không cứu Văn Cường? Con phải biết để cứu được con về đây đã là chuyện khó khăn lắm rồi. Chú nói đi, tại sao không cứu Hứa Văn Cường? Chú nói đi. Được rồi, con về phòng nghỉ ngơi trước đi. Những chuyện của người lớn đâu phải nói dài ba câu là con hiểu được. Hôm nay con nhất định phải làm cho rõ. Trước giờ ba không cho con hỏi tới chuyện làm ăn của ba, con vẫn làm theo đúng ý của ba. Nhưng hôm nay con nhất định phải làm cho rõ chuyện này. Nhất thời không thể nói rõ ràng được. Bây giờ ba với chú Tường còn có nhiều công việc phải giải quyết lắm. Công việc lại là công việc. Chính vì thứ công việc này của ba nên con mới bị người ta bắt cóc, làm Hứa Gia Cường bây giờ không biết sống chết ra sao. Chú Tường, chuyện này là sao vậy? Lúc đó tình hình nguy cấp, cho nên tôi chỉ còn cách đưa cô hai về nhà trước. Tôi đã cho người đi tìm Hứa Văn Cường rồi, đã cho mấy tối người đi tìm rồi. Được rồi, được rồi. Đã cho người đi tìm rồi hả? Cho người đi tìm rồi. Nói dối, chỉ toàn nói dối thôi. Hứa Văn Cường vì cứu con mà bị chúng đánh tới suýt chết. Chú lại đưa con đi lúc anh ấy lâm vào cảnh sống chết. Mai mốt người ta nghĩ con thế nào? Hiểu lầm. Con đừng... Mọi người chỉ gạt con thôi. Ba không chịu giúp, con tự đi tìm anh ấy. Sao nó lại ăn nói với tôi kiểu này? Ông Hùng à, ông đừng tức giận, ông đừng có nổi giận, phải giữ gìn sức khỏe. Sao nó lại ăn nói với tôi kiểu này?
Alo. Alo, chú cũ à, tôi là Kim Đại. Kim Mập, anh là thằng ngu, đồ vô dụng. Một người sống sờ sờ mà anh cũng canh chừng không được nữa. Dạ 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 dạ, chú cũ à, chú chửi phải lắm, tôi là thằng vô dụng. Nhưng mà chú yên tâm, bây giờ tôi đã cho người đi tìm rồi, nhất định sẽ bắt được Hứa Văn Cường. Anh bắt nó thì có lợi ích gì chứ? Bằng khoáng đất nằm trong tay nó, bắt được nó thì có bằng khoáng đất rồi. Cái gì? Bằng khoáng đất đang nằm trong tay nó à? Có thật vậy không? Trời ơi, tôi làm sao dám gạt chú, chính mắt tôi nhìn thấy mà. Kim Mập à, anh nghe cho kỹ đây. Anh lập tức đi bắt Hứa Văn Cường cho tôi, lấy cho được bằng khoáng đất đó. Nếu không thì chúng ta chết hết trong tay của Phục Thính Nghiêu đó, có biết chưa? Chú cửu à, chú cứ yên tâm đi, bây giờ bên ngoài đều là người của chúng ta. Có điều tôi chỉ sợ tên Phùng Kinh Nghiêu sẽ khai chiến với chúng ta thôi. Khai chiến còn khỉ gì? Hứa Văn Cường buôn lậu vũ khí, còn đánh chết người của phòng tuần bổ. Chuyện này có dính líu tới Phùng Kinh Nghiêu, bây giờ hắn dám bao che Hứa Văn Cường sao? Bây giờ Hứa Văn Cường sắp thành kẻ chết thay cho Phùng Kinh Nghiêu rồi. Lần này tôi mà bắt được hai thằng chết tiệt đó thì tôi sẽ chôn sống tụi nó. Anh lập tức đi làm đi. Chỉ cần lấy được bằng khoáng đất thì chúng ta không cần phải lo tên Phục Kinh Nghiêu nữa. Tôi sẽ điều thêm vài người cho anh. Tôi nhất định phải nhìn thấy bằng khoáng đất. Ông Kim, điều ra rồi, đang ở bệnh viện Nhân Ái. Còn không mau tới đó, lập tức bắt tụi nó về đây. Dạ, ông Kim có đích thân đi không ạ? Đúng là đầu óc bả đậu à, không nhìn thấy chân của tao bị thương sao? Đi mau lên, tao về thành phố hả? Dạ. Nói mãi với thường hội người Pháp. Ông Đỗ Bang, tôi báo cho ông biết một manh mối rất quan trọng. Ông lại có ngu kiến gì? Bằng khoáng đất mà ông muốn có đang ở trong tay của Hứa Văn Cường, tên tội phạm mà phòng tuần bổ đang truy nã. Hứa Văn Cường à? Chính là người mà Phùng Kinh Nghiêu sai đem bằng khoáng đất tới chuộc con gái của hắn về. Tin này cũng khớp với cái mà Phùng Kinh Nghiêu nói, bằng khoáng đất nằm trong tay Hứa Văn Cường. Các người đúng là một lũ vô dụng, ở ngay trước mắt mà không lấy được là sao? À, chuyện này thì khó mà giải thích ngay được. Nhưng mà bây giờ phòng tuần bổ khắp bên Thượng Hải đều đang truy nã hắn. Tôi nghĩ lần này hắn không có cách nào thoát được đâu. Phùng Kinh Nghiêu, không biết ông ta... Tôi nghĩ con cáo già này cũng không dám chứa chấp Hứa Văn Cường, buôn lậu vũ khí chống cự khi bị bắt, còn giết tuần bổ mấy tội danh này. Bây giờ Phùng Kinh Nghiêu chắc chắn sẽ đổ hết lên người của Hứa Văn Cường mà thôi. Vậy mới bịch tai che mắt người khác được, không phải sao? Nếu như ông Chu có thể lấy được bằng khoáng đất thì thỏa thuận trước đây của chúng ta và sự hợp tác trong tương lai của chúng ta vẫn sẽ có hiệu lực. Nhưng để đối phó với con cáo già Phùng Kinh Nghiêu thì chúng tôi cần sự trợ giúp của ông. Cần tôi làm chuyện gì? Chúng tôi cần ông và bạn bè của ông lấy danh nghĩa bảo vệ trị an cho xã hội, liên hệ với các cơ quan hữu quan của chính phủ, gây sức ép cho hắn ta. Được, tôi sẽ chấp nhận yêu cầu của ông. Ngoài ra tôi sẽ treo giải 50.000 đại dương. Ai bắt được Hứa Văn Cường trước nhất thì số tiền này thuộc về người đó. Ông cứ yên tâm đi, dù nó chui sâu xuống dưới đất, tôi cũng phải moi nó lên cho bằng được. Ê, đi. Làm gì vậy? Bị điên hay sao chứ? Anh Lực, hai anh đi đâu vậy? Mẹ hỏi hai anh suốt hôm nay rồi đó. Abu, anh Cường, em làm ăn, em canh chừng ở đây. Hãy thấy tình hình không ổn thì lập tức báo liền. Đi. Mẹ không sao chứ? Không mẹ sao.
Các con có sao không? Mẹ, con với anh Cường này không sao. Bệnh nhân ở đây có bà già nào hỏi đinh công vậy? Cách đây mấy bữa có một bà lão hoàng đinh vừa mới nhập viện. Đi. Ê, nè các anh. Anh Cường, anh Lực, đội của Kim Đại Trung tới rồi. Lẹ lên đỡ mẹ đi. Lục soát từ phòng một cho tao, đừng cho tụi nó chạy thoát. Hoa Linh, anh Cường à, làm sao đây? Chắc chắn cửa trước cửa sau đều có người hết rồi. Sao con nỡ bỏ mẹ lại một mình chứ? Để tôi coi. Coi đằng kia đi. Tụi bay sang đó. Đi, đi lên, lên. Xem là sắc mặt của ông hôm nay tươi tắn lắm đó. Phải, chút sóng gió thôi có đáng là gì. Hôm nay bên ngoài có động tĩnh gì vậy? Tạm thời vẫn yên ắng. Dân Cường, Đinh Lực tụi nó mẹ của Đinh Lực đang chuẩn bị ở trong bệnh viện, nhưng được ai đó chuyển đi rồi. Không chỉ như vậy mà còn là được chuyển đi ngay trước mắt đám tay chân của Kim Đại Trung nữa. Xem ra là Hứa Dân Cường tụi nó làm rồi. Đúng là có bản lĩnh, tuổi trẻ tài cao mà. Dạ. Có cần cho người đi tìm họ không vậy? Mèo có tới 9 cái mạng, lúc nào nên quay về tự khắc nó sẽ quay về. Lúc sóng gió này cũng không vượt qua được thì cứu về cũng vô ích. Dạ phải. Anh Cường, đang nghĩ gì ạ? Bến Thượng Hải chính là vậy đó. Sau một đêm có thể có bất cứ thứ gì, cũng sau một đêm có thể sẽ không còn gì nữa. Em hối hận sao? Hối hận cái gì chứ? Những gì mất đi trong tay chúng ta, chúng ta phải tận tay đòi lại. Anh Cường, anh Lực, bên ngoài sao rồi? Bây giờ các bạn phái lớn ở Thượng Hải đều đang tìm các anh á. Có người theo dõi em không? Không có. Anh Lực, ăn bánh bao đi. Khỏi đi. Anh Cường, tụi em ăn đi, để dành một chút cho mẹ. Em ăn trước đi. À phải rồi, anh Lực à, tốt nhất là chúng ta đi tìm chỗ khác ăn nấp đi. Đây là địa bàn của Kim Đại Trung, hắn sẽ tìm tới chỗ này ngay lập tức thôi. Anh Cường à, chúng ta liều mạng với thằng chó Đại Trung đó cho rồi đi. Liều à? Lấy cái gì mà liều? Dẫn mẹ đi liều luôn sao? Lực à, chúng ta có bị gì cũng không sao, nhưng không thể để mẹ tiếp tục chịu khổ chung với chúng ta nữa. Đúng rồi anh Cường à, em có biết một chỗ hẻo lánh lắm, tốt hơn chỗ này rất nhiều. Bây giờ đi ngay. Lực à, tụi con đang nói gì vậy? Dạ đâu có gì đâu, nói chuyện tào lao thôi. Mẹ, chỗ này không được thoải mái lắm, bây giờ chúng ta tới chỗ khác dễ chịu hơn. Phải đó mẹ, đổi chỗ khác mà ở. Mẹ, nè, con cõng mẹ nghe. Mau đi. Ông chủ, cô hai vẫn không chịu ăn cơm.
Bà vô đó nghe. Chuyện này là chuyện ngoài ý muốn thôi. Ba, rốt cuộc ba làm bao nhiêu chuyện có lỗi với Hứa Văn Cường vậy? Có lỗi với Hứa Văn Cường, ý con là sao? Văn Cường vì muốn cứu con nên mới bị Kim Đại Trung bắt đi. Nên nhớ, mọi chuyện ba làm đều là muốn tốt cho con. Ba có nghĩ tới Văn Cường không? Trên đời này, người đáng để con tin cậy nhất chính là ba của con. Không có người cha nào lại đi hại con của mình. Ba vẫn chưa trả lời con. Ba nhất định sẽ cứu nó. Bây giờ anh ấy sống hay chết ba cũng không biết, làm sao mà cứu nổi anh ấy. Con bé ngốc này. Mục tiêu của chúng không phải Hứa Văn Cường. Chú Tường. Ông Phụng, lập tức cho người đi tìm Hứa Văn Cường. Dạ. Mỗi một chuyện của con, ba nhất định sẽ làm tốt cho con. Con gái nhỏ của ba. Tại sao sáng sớm đã dọn nhà vậy con? Mẹ, chúng ta dọn tới chỗ khác ở mà. Anh Cường, anh Lực. Mẹ, lên xe đi. Từ từ thôi. Anh Cường, anh Lực, người của Kim Đại Trung. Mọi người đi trước đi. Anh Cường, vậy còn anh? Đừng có nói nhiều, dùng chân thì không ai đi nổi nữa. Chăm sóc mày cẩn thận. Đi. Nè. Gặp nhau ở bên cạnh nha. Ra. Ông chủ có ai xuống rồi? Coi nè, toàn là mấy món hồi nhỏ con thích ăn đó. Ăn đi. Con người ta không thể nhịn đói lâu như vậy được đâu. Để có tin gì về Hứa Văn Cường, ba sẽ không chậm một phút nào báo cho con biết đầu tiên. Hả? Ba bảo đảm Hứa Văn Cường sẽ không sao, thì nó chắc chắn sẽ không sao. Ba có bao giờ thất hứa với con gái của ba chưa? Bây giờ ở bên Thượng Hải, mấy bữa nay có lẽ sẽ lộn xộn lắm. Nếu ba không thể cho con ra khỏi nhà được, nếu con nhất định phải đi, thì ba phải kêu chú Tường dẫn theo mấy người bảo vệ con. Con không biết thôi, bây giờ ở bên ngoài có rất nhiều cặp mắt đang theo dõi con đó. Ba tuyệt đối không thể để con gái cưng của ba có bất cứ sơ sẩy gì hết. Thank you.
Chú Tường, bây giờ người tới chơi ở Sòng Bạc càng ngày càng đông lên. Dạo này Lê Đô lại lời hơn trước 20% rồi. Lê Đô làm ăn được như vậy khó tránh bị người khác dòm ngó. Bây giờ Hứa Văn Cường và Đinh Lực đều không ở đây, các anh phải để ý hơn. Chú Tường à, tại chú lo xa quá thôi. Ở với Thượng Hải còn ai dám đụng tới địa bàn con Phùng nữa chứ. Cẩn thận, cẩn thận không lúc nào là thừa hết. Mời đặt cược. Dạo này bên ngoài khám xét nghiêm ngặt lắm, làm sao anh có được thứ này vậy? Ngày nào bến Thượng Hải cũng la bắt cướp, có bao giờ bắt hết được đâu. Nè, qua đây. Tôi nói cho anh nghe nghe, Lệ Đô vừa mới khai trương hàng Ấn Độ chính gốc đó. Nhà hát Lệ Đô? Chỗ đó kinh doanh sòng bạc hợp pháp mà, sao có bán thuốc phiện sống? Alo, Phòng Tuần Bộ. Được, tôi hiểu rồi. Nè, anh khỏi lo gì hết, tôi đã chuẩn bị xong hết rồi. Tình này có chắc chắn không vậy? Không sao mà, chúng ta qua đó coi trước đi nha Linh. Báo đây, báo đây. Tôi là Trần Hàng Lâm ở Phòng Tuần Bộ. Trời ơi, chạy đi, chạy đi, chạy đi. Mau, 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 chạy đi, chạy đi. Chạy đi, chạy đi, chạy đi. Trời ơi, nè, nè, nè. Có bắn nhau kìa. Chú Cửu. Chú Cửu, chú Cửu. Chú tới đó hả? Chú Cửu, chú coi nè. Chú Cửu, không phải chúng tôi đâu. Không phải hả? Lệ Đô buôn bán thuốc phiện sống, còn tấn công Tuần Bộ nữa. Chuyện này, bây giờ tôi phải niêm phong chỗ này. Lục soát. Dạ. Soát cho tôi. Lục soát đi. Toàn bộ đem đi. Dạ. Thằng Lâm à, cánh tay bị thương thế nào rồi hả? Còn không mau tới bệnh viện đi. Đi 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 đi, nhanh lên, tôi đưa cậu đi ha. Dạo này hơi lộn xộn, tìm chỗ trốn đi. Cảm ơn, cảm ơn. Trời ơi, chú Cửu. Vô đây, vô đây, vô đây. Chú Cửu, nào, mời ngồi. Chú Cửu, chiêu này của chú cao tay thật. Cho người tới Lệ Đô bán thuốc phiện, không chỉ niêm phong địa bàn của Phùng Khánh Nghiêu, mà còn làm Trần Hằng Lâm bị mất súng luôn, để hắn phải chịu trách nhiệm. Thằng chết tiệt Trần Hằng Lâm đó, nó tự chuốc lấy thôi. Chỉ tiếc là không lấy được mạng của nó. Lần trước anh nói với bọn Nam Dương đuổi giết Hứa Văn Cường với Đinh Lực, Trần Hàng Lâm nó lại dám đứng ra giúp hai thằng chết tiệt đó.
Nó cứ tưởng là không có ai biết chuyện nó đã làm. Nó đâu có ngờ lính của tôi đã báo cho tôi biết từ trước rồi. Thằng nhóc này làm à? Lần này nó có làm hỏng chuyện của chúng ta không? Nó hả? Nó chưa có bản lĩnh đó đâu. Tôi nói thật cho chú biết, bây giờ trong lòng tôi cứ phập phồng lo sợ. Kim Mập à, anh đó, có bản lĩnh gì cũng dở ra hết rồi, còn phải coi ô dù của ai mạnh hơn thôi. Anh cứ chờ coi đi, những ngày tháng sung sướng của Phùng Kính Nghiêu sẽ không còn lâu nữa đâu. Chuyện này phải làm cho gọn gàng một chút, đừng giữ mối họa về sau. Chú cũ à, bộ chú tưởng tôi ở trong tù mấy bữa thì thành người dân tốt rồi sao? Để đề phòng bất trắc, chúng ta cứ theo quy tắc cũ. Hả? Nghe nói phòng tuần bộ sẽ giao Lê Đô lại cho tên Kim Đại Trung. Cứ để tụi nó đắc ý thêm mấy bữa. Có tin gì về Hứa Văn Cường chưa? Vẫn chưa có. Hàng Lâm, biết điều chút đi. Chỉ cần có tiền á, làm việc ai cũng vậy thôi. Có tiền thì là đại gia. Thì đúng đó, con chủ Kim người ta kìa. Thấy chưa, khôi phục địa vị rồi, bản lĩnh ghê không? Học hỏi đi. Phải á, nên học hỏi theo à. Đúng, nên học hỏi theo mới được chứ. Ông đã nhắn lời đô khai trương lại. Chào đón các vị tới chơi. Hay quá. Hay lắm, hay quá. Hay lắm. Hay thiệt. Mời, mời, mời. Mời. Xin nghe. Alo, cho gặp cô Phùng. Dạ, xin chờ một lát. Thế anh để thối tiền nè. Cô Hai làm sao vậy? Hồi nãy có người gọi tới tìm cô Hai, nhưng mà tới lúc cô Hai xuống nghe thì cúp máy rồi. Có biết người gọi tới là ai không? Là đàn ông, nghe giọng hình như là tuổi còn trẻ lắm. Người đâu? Chạy, chạy thoát rồi. Con khí lạnh. Hứa Văn Cường, ông đừng không giết chết mày thì không ngồi yên trên ghế này được. Đi, tập trung tất cả mọi người tới tất cả những chỗ có thể lục soát cho tao. Dạ. Còn đã, tao còn chưa nói hết mày đi cái gì. Không tìm ra chúng thì đừng về gặp tao. Dạ ông chủ Kim. Cút. Dạ.
đi. Đại ca, thế nào? Ông Lưu Bang kêu bố tới chưa? Chưa thấy. Hơn phần nữa đại ca các đường khẩu ở bến Trường Hải cũng không tới. Đại ca, em thấy họ đều là những kẻ gió thổi chiều nào ngã chiều đó, ngồi xem hai hổ cắn nhau. Coi chúng ta giữa Hứa Văn Cường trai cò đánh nhau, cuối cùng ngư ông bọn họ được lợi. Được rồi, được rồi, được rồi, đừng có nói văn vẻ nữa. Đồ khốn kiếp, rồi ông sẽ cho chúng biết tay. Đi. Đám khốn kiếp này, ngày thường cho tôi nói ăn uống no sai, bây giờ xảy ra chuyện không có thằng nào tôi giúp hết. Mấy đứa ăn mau đi. Em nuốt không trôi. Lần này ai chịu đứng ra giúp Đinh lần này, giúp tôi giành lại Lệ Đô về, tôi sẽ trả ơn gấp đôi. Anh Cường à, anh Cường, mình đi xin ông Phùng đi, xin làm người của ổng quách cho rồi đi. Như vậy mấy chuyện rắc rối bây giờ của chúng ta đều được giải quyết hết. Em thấy cúi đầu trước ông Phùng có đáng xấu hổ gì đâu. Có nhiều người muốn vậy mà còn không được nữa. Em còn nhớ lúc em tới cứu anh với Trình Trình không? Họ bỏ mặc anh em chúng ta ở đó rồi đi luôn. Chúng ta đáng gì chứ? Chỉ là một cây súng trong tay ông ấy thôi. Khi nào cần thì cầm lấy mà xài, hết cần rồi thì cứ quăng đi. Anh không muốn như vậy. Anh chỉ muốn hai anh em chúng ta gây dựng nên một sự nghiệp ở bến Thượng Hải này. Đất Thượng Hải này chính là ao rồng hang cọp rồi, lại sót một ông Phật là mất mạng liền. Tại sao ông Phùng bỏ mặc chúng ta chứ? Tại vì chúng ta không phải là người của ổng hả? Không làm việc với trước ổng chứ gì? Cho nên anh muốn đi khỏi đây. Anh nói giỡn thôi có phải không? Anh biết anh xử sự rất mâu thuẫn. Có lẽ nếu anh không phải như vậy thì chúng ta cũng không rơi vào hoàn cảnh như hôm nay. Lực à, cách cư xử với người khác có lý của em. Nhiều lúc nếu anh đứng trên lập trường của em mà nghĩ thì anh cũng cho là em hoàn toàn đúng. Nhưng mà anh cũng có thể làm giống như em.
xem xét mọi chuyện đơn giản một chút. Vậy thì không mệt tới vậy rồi. Nhưng dù sao thì anh là anh, em là em. Anh không có cách nào tự thuyết phục được anh làm những chuyện mà anh không muốn làm. Anh cũng không muốn hại mọi người. Anh đừng có nói nhiều vậy. Chỉ cần nói hồi nãy anh nói giỡn thôi là được rồi. Anh muốn đi khỏi đây thiệt hả? Vậy em hỏi anh, nếu anh đi thật rồi á, vậy em tính sao đây? Trình Trình cũng mặc kệ luôn, không phải anh yêu cổ hả? Yêu. Yêu. Chỉ có điều là cô ấy là con gái của Phùng Kính Nghiên. Yêu không đơn giản là chỉ ở bên nhau thì được. Bây giờ anh chỉ là một thằng đánh thuê, một tay súng. Anh có tư cách gì nói chuyện yêu đương? Anh lấy gì để yêu cổ chứ? Lấy gì yêu cổ hả? Thì mua xe đưa cổ tới Nam Kinh Lộ hóng gió, mua tàu lớn dạo sông Hoàng Phố, tới cửa hàng Bách Quá mua nước hoa tặng cho cổ, rồi mua biệt thự cho cổ. Em không hiểu cô ấy chút nào. Được thôi, anh có thể mua xe hơi, mua nước hoa, mua biệt thự. Cô ấy muốn gì anh cũng mua hết cho cô ấy. Nhưng cô ấy có vui không? Làm gì có chuyện không vui. Cái gì cũng có, dĩ nhiên vui rồi. Lực à, có biết tại sao chúng ta gặp hoàn cảnh như hôm nay không? Tại vì tất cả những chuyện mà chúng ta làm đều có khả năng bị mất mạng bất cứ lúc nào. Có người phụ nữ nào lại hy vọng người đàn ông của mình như vậy chứ? Đương nhiên anh cũng muốn yêu cô ấy, yêu một cách toàn tâm toàn ý. Nhưng mà muốn yêu một người thì phải chịu trách nhiệm. Nếu anh không thể làm cô ấy hạnh phúc được thì cũng không nên làm cô ấy đau khổ. Cô ấy có một người cha như vậy còn chưa đủ sao? Thôi được rồi, vấn đề của Trình Trình coi như là anh nói có lý đi. Vậy giờ em hỏi anh nha, em sao? Chúng ta là anh em giàu sinh ra tử, sống chết có nhau mà. Tóm lại anh không được đi. Anh đi là không có nghĩa khí đó. Thực ra lúc quyết định đi khỏi Thượng Hải, chuyện mà anh không nỡ nhất, cũng không yên tâm nhất chính là em. Anh biết em rất hiếu thảo, em muốn mẹ được sống trong cảnh ấm no. Bất cứ đứa con nào trên đời đều hy vọng mẹ mình có thể được hưởng phước. Nhưng bây giờ em coi đi, mẹ ở đó nhìn chúng ta phải sống như vậy, bị người ta đuổi giết. Phận làm con làm sao mà nỡ chứ. Lực à, sau khi anh đi rồi, trước khi em làm bất cứ chuyện gì cũng phải nghĩ tới mẹ. Ừ. Nhưng mà sao anh nói tới nói lui cũng là đòi đi vậy? Vậy không được, anh không được đi. Em có chết cũng không cho anh đi đâu. Mà anh muốn đi thiệt thì em biết em cũng không cản được anh đâu. Vậy chúng ta cứ theo luật cũ. Giờ mặt hình á, anh đi em không cản nữa, còn mặt chữ ở lại có được không? Hả? Không tính nha, làm lại đi. Ừ. Ừ. Giờ anh không cho em coi tức là không đi, có phải không? Anh đừng có đi mà. Hãy quyết định vậy nha. Alo. Alo.
Ngoài kia hả? Kỳ sao rồi? Hay lắm Trần Hằng Lâm, tới bây giờ mới nghĩ tới chuyện gọi điện cho mình. Trình Trình có sao không? Kỳ nói Lâm nghe, Kỳ đang rất giận, không nói cho Lâm biết đâu. Trần Hằng Lâm đáng chết, chỉ hỏi thăm Trình Trình thôi sao hả? Có chuyện gì nhờ mới gọi tới mình. Đánh chết Lâm, đánh chết Lâm, đánh chết Lâm, đánh chết Lâm. Lâm lên tiếng đi, sao không lên tiếng hả? Chết nè, chết nè, chết nè, chết nè. Trần Hằng Lâm, người ta cũng cần người khác quan tâm mà, tại sao Lâm không hỏi thăm mình tiếng nào chứ? Alo. Trần Hằng Lâm, sao Lâm không có hỏi thăm mình tiếng nào hết vậy? Ủa Nguyễn Kỳ, người ta cũng cần người khác quan tâm mà. Nguyễn Kỳ à, vậy làm sao vậy? Nè, làm gì vậy? Ngăn hắn lại. Hằng Lâm. Trình Trình. Cô Hai à, tới tìm tôi. Dạ. Có chuyện gì vậy? Chú Tường, chú đi trước đi. Vậy tôi đi trước. Sao vậy? Trình Trình, mình tới để nói với Trình tin tức có liên quan tới Hứa Văn Cường. Văn Cường? Phải. Văn Cường thế nào rồi? Anh ấy bây giờ không sao. Anh ấy và Đinh Lực đánh nhau với Kim Đại Trung, nhưng mà bây giờ đã thoát khỏi nguy hiểm rồi. Chính mắt anh nhìn thấy sao? Ừ. Mặc dù là bây giờ không sao rồi, nhưng vẫn còn trong hoàn cảnh nguy hiểm lắm. Cho nên tôi nghĩ ông Phùng cũng nên giúp họ, như vậy mới được. Hằng Lâm, bên phòng tuần bộ của Lâm có thể ra mặt tìm giúp không? Chú Cửu là phó tổng thám trưởng của phòng tuần bộ, mình làm vậy không thích hợp cho lắm. Mình xin Lâm đó, Lâm nhất định phải giúp Văn Cường. Vì Trình, Lâm sẽ giúp. Trình yên tâm đi, là mình tự nguyện làm vậy. Hằng Lâm, cảm ơn. Coi Trình nói gì kìa, bây giờ nó coi mình là người ngoài sao? Thôi mình về đi, mình tới để báo cho biết vậy thôi, không muốn Trình lo nữa. Tạm biệt. Tạm biệt. Hằng Lâm à, để mình tiễn Lâm. Thôi khỏi đi. Trình Trình, chúc Trình hạnh phúc. Cứ như vậy là không ổn. Không thể để mẹ tiếp tục đi theo chúng ta chịu khổ. Ngày mai đi mua chút đồ dùng sinh hoạt đi.
Xảy ra chuyện gì vậy? Các con cứ lén nói chuyện sau lưng mẹ. Mẹ, mẹ yên tâm đi, không có chuyện nghiêm trọng gì đâu. Mẹ, mẹ đừng có lo gì hết á. Mẹ coi, bây giờ mình ở đây không phải cũng tốt hay sao? Có phải không? Mẹ coi nè, mặc dù chỗ này quá rộng lớn, nhưng mà chỉ cần nhóm lửa lên thì không thấy lạnh nữa. Mẹ, mẹ coi nè, con làm cho mẹ đó, bên dưới có rơm, nằm lên rất ấm nghe. Mẹ nè, mẹ ngồi đi. Hai anh em con đừng gạt mẹ, đã xảy ra chuyện gì rồi phải không? Chúng ta mà ra ngoài thì mất mạng phải không? Không phải đâu mẹ, không có đâu. Mẹ, mẹ nói mẹ tin tưởng con nhất đúng không? Đúng là có chút rắc rối, nhưng không có nghiêm trọng giống như mẹ tưởng đâu. Vậy bữa nữa thôi chúng ta sẽ về nhà. Mẹ, chờ mấy bữa nữa chúng ta sẽ tới bên Hà Phi Lộ chọn nhà để mua nghe. Chọn căn lớn nhất luôn. Ngày mai con sẽ kêu thằng Bưu đi mua món thịt quay mà mẹ thích ăn nhất về cho mẹ ăn luôn nghe. Sau đó con dẫn mẹ đi ăn món Tây nữa, là thứ mà tụi Tây hay ăn đó. Sau đó con sẽ mua quần áo mới cho mẹ nè. Chúng ta đều mặc đồ mới hết. Mẹ, lần này dù sao đi nữa mẹ cũng phải tin con nghe. Ăn đi ba. Sao con chưa đi ngủ? Chú Tường có báo tin gì không? Vẫn chưa có. Hồi nãy Trần Hàn Lâm có tới tìm con. Anh ấy nói đã tận mắt nhìn thấy Văn Cường. Bà đã nói nó sẽ không sao thì nó chắc chắn không sao. Ba đồng ý với con một chuyện được không? Chuyện gì? Ba có thể vì con đích thân đi tìm Văn Cường không? Ba. Giờ đầu óc ba đang rối lộn xộn lắm. Ba cần yên tĩnh một lát. Ba, ba đã hứa với con, ba nhất định sẽ tìm được nó thì chắc chắn tìm được nó mà. Ba, ba nói ba đang rối rắm lo lắm. Lo chuyện gì vậy? Ba nói con nghe, con có thể nghĩ phụ ba. Là chuyện làm ăn của ba, chuyện của người lớn, con nít không nên hỏi nhiều tới làm gì. Ba ăn cho nóng đi. Phải ăn hết đó, là tự tay con hầm. Ông chủ. Rồi, ta biết rồi. Theo tao tới bến cảng bên sông, mày đi báo tin cho chú cụ biết. Dạ.
Anh Cường, anh Lực, em mua đồ về rồi. Thịt quay nè. Có ai theo em không? Chắc chắn không có. Em đi từng bước một rất cẩn thận, chắc không sao đâu. Đây là gì vậy? Là cái gối mua cho mẹ nằm. Mẹ, mua ở đâu vậy? Mua cửa hàng Bách Quá Hàng Đại. Mua đồ cho mẹ mà, không dám mua hàng rẻ tiền đâu. Có đồ ăn ngon nữa nè. Đây là món thịt quay mà mẹ thích ăn lắm đó. Có gì không anh Cường? Em bị theo đuôi rồi. Anh Cường, cửa hàng Bách Quá Hàng Đại rộng lớn lắm. Kim Đại Trung không phát hiện ra đâu. Chắc không có ai tới đây đâu. Đừng xuất. Đi nữa hả trời. Mẹ, mẹ đứng lên đi. Chúng ta chuyển qua chỗ khác ở nghe. Nhanh lên bên này nè. Xuất đi. Nhanh lên. Đi không kịp rồi. Sao vậy anh Cường? Tụi em bảo vệ mẹ đi trước, để anh chặn hậu. Anh Cường, để em chặn hậu cho. Đừng có nói nhiều nữa. Lực. Đi qua lên, qua lên, qua lên. Lục soát cho tao. Bắt được Hứa Văn Cường thưởng 30.000 đại dương. 30.000 đại dương đó. Qua lên lục soát đi. Mau lên bên đây. Lục soát thật kỹ đó. Lục soát cho kỹ đó. Dạ. Qua lên. Lục soát đi. Hứa Văn Cường mày ra đi. Chết tiệt, con giỏi bước ra đây mày. Đi trước đi. Có đi thì cũng đi. Chị Linh, mày chết đi. Anh Cường. Không lên, mau lên, đuổi theo, đuổi theo, đuổi theo mau, đuổi theo tao.